Anh em có nhu cầu mua bán hải tặc đại chiến hay ghé đến shop hải tặc đại chiến.com. Hôm nay thì tưng bừng thông báo tưng bừng khai trương shop hải tặc đại chiến.com, giảm giá 50% các dịch vụ cho anh em liên hệ. Đấy, vòng quay 90k trúng thưởng cực hot, đấy, ưu đãi là thẻ Viettel vào shop, thẻ cào duyệt trong 5 giây, lạp qua TM Momo được cộng 20% giá trị lạp. Anh em cần thanh toán link nhắn tin cho fanpage, nhắn tin vào đây. Đây là anh em này, đây là mục nhắn tin nhá. Đó, ngoài ra thì ở đây trên shop thì có rất là nhiều mục ngon cho anh em có thể trải nghiệm. Vòng quay 99k, đấy, nick hải tặc đại chiến, roam. Anh em thể roam với mệnh giá 50k, 100k, đấy, 200k và 50k anh em. Hộp quà gù su, rất là nhiều cái để anh em thể trải nghiệm. Anh em hứng thú hay ghé đến shop hải tặc đại chiến cùng con nhá. Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình nha, mình đây từ đường phố đây rất người nha. Xin chào tất cả anh em game hải tặc đại chiến nha, mình đây từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Xin vào video thì chúc anh em xem video vẻ của like, share, đăng ký kênh nhân cứu phải mình xin rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình đi phá đảo Mê Cung anh em. Đó, sự kiện mới của Lamy và săn cốt hốt quà anh em. Nghe bảo hôm nay có con đen dùng chung mới các bạn ạ. Nghe bảo khá là ngon đấy anh em, chứ không phải là cốt bình thường đâu, cốt xịn đàng hoàng đấy. Thì không biết là anh em đã săn chưa, nếu chưa thì cùng mình đi săn nha. Ok. Đó, thì bữa nay Lamy mới ra thêm quả sự kiện mới, mời mình mới hơi tò mò vào cái sự kiện này mùng 8 tháng 6 mới bắt đầu mà hôm nay đã ra rồi. Thì để mình xem nào. Ui. Nó nữa nhỉ. Đâu ra vào phát được thêm ngay thằng bia rồi anh em. Rồi, ok, chúng ta sẽ điểm qua nào. Ok, đúng rồi, sự kiện diễn ra từ hôm qua các bạn, mình bị lộn các bạn. Nhưng thì nói là sự kiện mùng 8 tháng 6 đúng rồi, mùng 8 tháng 6 hôm qua nên mùng 9 tháng 6 rồi anh em, quên mất. Anh em cho sự kiện Mê Cung huyền bí đánh bot hay tìm cốt đấy, thì chúc mừng thuyền trưởng đây anh em. Đó, thật tuyệt vời, Luffy đã tìm con đường mà các thuyền trưởng đi dẫn và đã nhận được dương kho báu anh em. Chúng ta đã được một quả cốt đầu tiên này anh em này, vậy còn hai cốt nữa. Các thuyền trưởng nhanh nhập anh em nhé, cốt chúng ta là Luffy đi lạc. Ui, đến hết ngày 11 tháng 6 hết hạn rồi anh em. Ui, quả cốt này ngon đấy nhỉ, 30 thùng bia luôn anh em. Luffy đi lạc anh em nhé, 25 ca đá cường hóa này, 5 dương belly, 5 dương đại xếp. Uầy, có tuyệt vời luôn anh em, còn gì bằng nữa. Cái này thì hôm qua mình có nói về hướng dẫn cách chơi rồi anh em. Hôm nay chúng ta tiếp tục nào, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục. Để hôm nay xem là anh em thích, hôm nay anh em team hay là đi mặt cười vậy. Không có đi đường vòng đi, đi kiểu lên trên hết đỉnh rồi vòng qua cũng được anh em. Xử lý từng ô một cũng được. Quên nó đi xem mà này đấy. Hôm nay là anh em lại quyết định team à. Ok, chọn con team hay là nghe theo lý trí, team đi anh em, nghe các bạn team luôn, đi qua luôn. Trong mặt cười đi lên nhở, đi lên đi. Còn hai ô nữa đi lên, chán hết rồi, lên hết rồi vòng qua đi xuống được anh em. Ok, rồi tiếp tục nào. Rồi ok, giờ thì đập cốt hốt quà của Lamy nào anh em. Đấy, giờ thì đập cốt vào thử hốt cái cốt này của Lamy xem là nó ngon không anh em. 30 thùng bia lận. Ok, con đe của chúng ta đó là cháu Luffy. Luffy. Từ từ mình ghi lại, ghi ra ngoài đây anh em. Rồi ok anh em, đây Luffy đi nào. Rồi ok, chúc mừng bạn đã nhận được con đen Luffy đi lạc anh em. Quá tuyệt vời anh em, Luffy đi lạc khiến anh em chúng ta được 30. Quá. Từ từ. Lộn rồi các bạn ơi. Hình như mình đá mắt hơi nhanh các bạn. Kiểu nhìn thoáng qua đá mắt hơi nhanh. 30 cốc bia vàng. Trời ơi, mình tưởng 30 thấy cứ bia thôi anh em, không để lắm. 30 cốc bia vàng các bạn ạ. À. Hơi bèo, không ổn lắm. Ok, nhưng bù lại thì được 25 ca đá cường hóa. Cái này thì ngon cho anh em nông dân này. Tuyệt vời. Nói chung thì thôi cũng được anh em, có quà các cụ bảo là có ăn không các bạn đừng có chê. 10 nào. À, quên. Mình đập pool rồi mà mình lại đập làm gì trời ơi. Tôi vừa bị hôm qua xong hôm nay tôi lại làm lại lần nữa. Ok, nói chung là có cốt ngon các bạn ạ. Cốt ngon, cốt xịn. Full thùng đây. Full thùng thôi. Lamy, Robin. Nào thì cho thì cũng đập luôn anh em. Rồi, cái nào có may mắn không? Úi giời, Vego. Vego cũng được. Mình cũng đang thiếu Vego anh em. Về đẩy Vego lên luôn. Về đẩy cho cháu Vego mình lên 9 sao luôn. Cho tuyệt vời. Nên chính sao là lại có ối cá để chơi được các bạn. Lại phá đảo động thần tiếp. Ngày mai là tụi ní 7 ngày nạp rồi anh em. Nghe vào tuần mới này nó sẽ mở sự kiện đấy đấy anh em ạ.
Nghe tuần mới này sẽ thực hiện Gamma 66 này anh em này, Gamma 66 với cả boss thế giới anh em. Đầu thông tin đầy đủ thì mình cũng chưa nắm rõ lắm, nhưng mà theo thông tin mình được biết thì là như vậy. Còn đâu thực hư thế nào thì vẫn phải đợi Lamy nói thì mới biết được anh em. Chứ bà mà quay xe thì anh em mình cũng chịu, bạn đỡ không nổi. Anh em đã biết trình độ cua xe của Lamy rồi không? Chắc không cần phải để mình nhắc lại lần nào nữa đúng rồi các bạn. Đấy, với trình độ cua xe thượng thừa của Lamy thì anh em chúng ta khó lòng mà chống đỡ lại được anh em. Hai lần đánh boss nữa là mình sẽ được thêm một cái này. Chắc mình không đổi đâu, mấy đứa mình sẽ đổi đồ khác. Sự kiện là một ngày. Dâu đen đâu, hay quá.
Thôi thua anh em, chịu khó thua. Ok, video nói chung này thì mình xin phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp anh em clip theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip theo nha. Bye bye.